Hai mẫu thuộc dòng Furikyo Made in Japan trực tiếp sản xuất tại thị trường Nhật. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Tiếp tục hôm nay Ngọc Japan sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu ghế massage thuộc cái phân khúc tầm trên 30 triệu một chút, để các bạn có thêm cái sự lựa chọn cho gia đình của mình. Thì cũng vẫn là câu chuyện mà chúng ta vẫn thường hay hoang mang rằng là với số tiền như vậy thì không biết là chúng ta nên chọn cái dòng ghế nào cho nó phù hợp. Thì ngày hôm nay thì Ngọc Japan đưa thêm một cái sự lựa chọn nữa để cho các bạn có thể thấy được rằng là ở cái phân khúc trên 30 triệu thì chúng ta sẽ lựa chọn chiếc AS850 này như thế nào. Thì ngày hôm nay Ngọc Japan có hai chiếc vừa cập bến tại Ngọc Japan, tại 17 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hưng Yên. Đây là một trong những cơ sở 4 của Ngọc Japan, với số lượng ghế ở đây rất là nhiều. Việc đầu tiên thì Ngọc Japan chia sẻ các bạn là cái cặp ghế này nó là một trong những cặp ghế rất là đẹp, bởi vì là nó còn mới khoảng độ tầm trên 90%. Dòng AS850 nó đặc thù như dòng AS960, 970, đó là cái chất liệu da của nó là chất liệu da sần mềm. Thì cái chất liệu da này nó khác với các cái dòng ghế trước của nó, ví dụ như AS840 hay là SKS4600. Bởi vì cái da của dòng 850 này nó làm với cái mục đích là mềm, để cho con lăn nó dễ tiếp cận cái da, cái cơ thể của chúng ta cũng như xương sống. Thì nó làm cho cái nực của con lăn nó đi sâu và nó truyền tải cái nực từ con lăn tới cái cơ thể của chúng ta nó được tốt hơn. Thêm nữa là hai bên tay của cái dòng AS850 này thì nó là cái tay ngửa, nên khi chúng ta đặt vào thì nhiều khi chúng ta, nhất là đặc biệt những cái người có tuổi, cái đôi tay của chúng ta nó không bị xê dịch sang hai bên. Và phần chân của AS850 thì nó là một trong những cái điểm đặc biệt nhất trong cái dòng ghế massage nội địa Nhật, bởi vì duy nhất cái dòng AS850 nó mới có cái phần chân chia làm 3 khúc như thế này. Thì với Ngọc Japan thì rất là thích khi mà ngồi vào cái phần chân này thì nó bóp, nó như kiểu là bình thường thì nó sẽ có hai bàn tay để bóp thôi, nhưng đây nó có tới 3 bàn tay để chúng ta bóp, nó khác nhau. Nên là đó sẽ là một trong cái điểm tạo riêng cho cái dòng AS850 này. Cái phần chân, những ai mà thích cái phần chân mà mong muốn rằng là đôi chân của mình hay bị tê bì và mệt mỏi hay là ê, thì các bạn có thể dùng cái dòng 850 này thì cực kỳ là hiệu quả. Đây các bạn có thể thấy với một chiếc AS850 màu trắng mà cái phần chân nó còn đẹp như này, thì các bạn có thể nhận thấy là đây là một cái cặp ghế nó đẹp xuất sắc. Thì thực sự tại cái thời điểm này thì những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật, những cái đơn giá về nó cực kỳ tốt. Đó là một trong những sự lựa chọn trong cái thời điểm này. Nếu mà chúng ta mua những chiếc ghế massage nội địa Nhật thì Ngọc Japan nghĩ rằng đây là một trong thời điểm gần như là thời điểm vàng của chúng ta bỏ ra mua những chiếc ghế, nhất là những cái chiếc ghế mà phân khúc tầm trung như thế này. Thì với AS850 thì có tất cả là 32 bài đánh tự động chuyên sâu từ kéo giãn, dò tìm huyệt đạo, bài chuyên sâu về cổ vai gáy, chuyên sâu về lưng, rồi là những cái bài đánh vùng. Nó tạo cho chúng ta rằng là những cái bài đánh nó rất là chuyên sâu, đặc biệt nổi bật của dòng Furikyo và nhất là cái dòng AS850 này. Thì AS850 nó gần như là tiến bộ vượt bậc hơn so với dòng AS840, bởi vì cái bảng điều khiển của nó đã khác và các cái tính năng con lăn nó đã khác. Thì đây là hai mẫu thuộc dòng Furikyo Made in Japan trực tiếp sản xuất tại thị trường Nhật. Như các bạn có thể thấy đây, công suất tiêu thụ của nó là 100W khi mà chúng ta chạy cái bài đánh tối đa. Còn với những cái bài bình thường thì nó chỉ rơi khoảng độ tầm 35W cho đến 45W. Thì đó là một trong cái lý do tại sao mọi người vẫn tìm tới những chiếc ghế massage nội địa Nhật. Vì giá thành, vì chất lượng nó đã tốt rồi, nhưng quan trọng nhất nó lại là một trong những cái mẫu rất là tiết kiệm về cái vấn đề là sử dụng điện năng. Thì đây là cái mẫu mà thuộc phân khúc trên 30 triệu mà Ngọc Japan rất mong muốn là các bạn nên tìm hiểu và lựa chọn cho gia đình của mình. Bởi vì thực sự cái cặp ghế này nó là một trong những cặp ghế hàng đấu giá rất là đẹp. Thì hiện tại Ngọc Japan đang bán với mức giá trên 30 triệu đồng. Và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 097-494-5555. Ngọc Japan sẽ tư vấn và gửi ảnh cụ thể cho các bạn.